Trong quá trình nuôi động vật sinh sản thì đối với bất kỳ loài vật nuôi nào cũng đều có thể xảy ra bệnh viêm vú, nhất là đối với con mẹ trong giai đoạn sinh sản, và thỏ cũng không phải là ngoại lệ, thỏ mẹ cũng có thể bị viêm vú. Tuy không xảy ra nhiều, nhưng cũng là một bệnh đáng để những trại chăn nuôi thỏ sinh sản quan tâm. Vậy hôm nay Dr. Vet sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu kỹ hơn về bệnh này, để quý vị có thể chủ động phòng tránh bệnh này, cho thỏ nái nhà mình một cách hiệu quả nhất. Bệnh viêm vú làm cho tuyến sữa bị tổn thương và nó gây khó chịu thậm chí là nguy hiểm cho thỏ mẹ và còn làm ảnh hưởng đến chất lượng sữa khi thỏ con bú phải sữa của thỏ mẹ bị viêm, thì thỏ con sẽ rất dễ bị đau bụng tiêu chảy. Về nguyên nhân gây bệnh, bệnh viêm vú trên thỏ thường hay gặp ở những con thỏ mẹ trong giai đoạn sinh sản do một số nguyên nhân sau. Do thỏ mẹ bị tắc tia sữa, do sữa thừa động lại trong tuyến sữa, có thể do khi cai sữa cho thỏ con không cai từ từ mà cho cai sữa đột ngột, dẫn đến thỏ mẹ còn tồn nhiều sữa trong bầu vú, để lâu ngày dẫn tới sữa bị phân hủy dẫn tới hiện tượng thỏ bị viêm. Hoặc do thỏ mẹ quá nhiều sữa mà thỏ con lại ăn ít, không hết dẫn đến tình trạng thừa sữa trong bầu vú. Do nhiễm trùng như vi khuẩn Staphylococcus, Streptococcus, E. coli xâm nhập vào vết thương ở tuyến vú do vết cắn, vết xây sát. Ngoài ra nguyên nhân gây viêm vú có thể là rối loạn nội tiết trong cơ thể của thỏ. Về triệu chứng của bệnh, thỏ mẹ có thể bị sốt, thỏ giảm ăn hoặc bỏ ăn, mệt mỏi hoặc bứt rứt khó chịu, thỏ khát nước, uống nhiều nước biểu hiện thường thấy và rõ ràng nhất đó là vùng vú bị viêm sưng cứng nóng sốt thỏ mẹ có biểu hiện đau ấn tay vào thấy cứng hoặc nổi lên thành cục khi bóp ra thấy có cục sữa đông vón màu trắng và đặc hoặc sữa có thể chuyển sang màu vàng xanh hoặc lẫn máu nếu thỏ mẹ bị viêm mà trong giai đoạn vẫn đang cho con bú thì thỏ mẹ sẽ đau và không cho con bú do đó khi thấy thỏ mẹ không cho con bú nữa thì kiểm tra mới thấy thỏ bị viêm lúc này thỏ đã bị viêm nặng và nổi cục cứng để phòng bệnh này thì bà con cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, định kỳ vệ sinh sát trùng chuồng trại. Đối với thỏ mẹ nên có khu vực chuồng nuôi nhốt riêng, đảm bảo môi trường nuôi khô thoáng, tránh ẩm ướt, đảm bảo ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Cho thỏ mẹ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và uống đủ nước sạch. Bổ sung thêm vitamin, khoáng chất cho thỏ để tăng sức đề kháng. Quý vị có thể lựa chọn sản phẩm Cunvit, GCKC. Khi cai sữa cho thỏ con thì nên cho thỏ mẹ ăn giảm chất dinh dưỡng để thỏ mẹ giảm tiết sữa và không nên cai sữa quá đột ngột, tốt nhất nên cho thỏ con bú giảm dần và những ngày cuối thì nên bắt thỏ con vào với mẹ tầm 30 phút cho thỏ con bú cạn hết sữa, rồi sau đó mới tách hẳn. Đối với những con thỏ mẹ nhiều sữa, khi tách thỏ con sau 1 đến 2 ngày thì quý vị nên bắt thỏ mẹ để kiểm tra xem thỏ mẹ còn sữa không, nếu thỏ mẹ vẫn còn nhiều sữa và căng núm vú thì có thể bắt thỏ con lại cho thỏ con bú hết sữa, hoặc bắt hết sữa cho thỏ mẹ, rồi đến 2 hoặc 3 ngày sau kiểm tra một lần nữa hết sữa là được, nếu vẫn căng sữa có thể cho thỏ con bú lại hoặc vắt lại lần nữa để rút sạch sữa trong bầu vú tránh cho thỏ mẹ bị viêm vú, hoặc nếu thỏ mẹ còn sữa làm cho vú bị cứng lại, thì quý vị có thể dùng khăn ấm rồi chườm cho thỏ, rồi sau đó dùng tay nặn hết sữa ra cho thỏ mẹ. Để điều trị bệnh viêm vú thỏ thì, đầu tiên bà con hãy chườm khăn ấm, rồi nặn hết sữa còn lại trong bầu vú của thỏ ra. Sau đó tiêm thuốc kháng sinh cho thỏ có thể dùng sản phẩm Biosilin 150LA của Interchemy hoặc Amoxin 150LA của VB Phạc Ma. Tiêm thuốc kháng viêm Giảm đau có thể dùng ketosol 100 hoặc keprofen. Nếu thỏ bỏ ăn hoặc giảm ăn, thì tiêm thuốc bổ butavit hoặc butasan để tăng sức và nhanh hồi phục. Vừa rồi Dr. Vet đã cùng quý vị đi tìm hiểu thêm về bệnh viêm vú. Trên thỏ hy vọng đã đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý vị. Chúc quý vị chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.